Ngày nào mình cũng phun nè, cái khi mà mình đụng vào đây đó, cái xác nó chết nè các bạn nè. Đó, nó không còn dày đặc nữa, và cái này có thể mình phun thêm một lần nữa thì nó sẽ hết luôn á. Đó, mọi người thấy không, rất là công hiệu luôn. Còn cây đu đủ của mình nè các bạn, nó hết luôn và lá của nó bắt đầu nó tươi tốt lại nè. Đó, cái lá non của nó nè, thấy không? Nó hết xoắn luôn rồi nè mọi người, rất là hay. Còn vàng đậu thì sao nè, cho mọi người xem. Hết luôn nè. Sau một ngày phun thuốc, dưa leo bắt đầu có nụ nè mọi người. Đó, đậu. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số bí quyết để có thể diệt trừ rệp nè, rệp sáp nè, mò nè trên rau cải. Mà chúng ta thường trồng rau cải sạch thì chúng ta không thể nào xịt thuốc sâu, những cái hóa chất độc hại được. Thì đây là chế phẩm sinh học, đây là thuốc trừ sâu tự tạo đó các bạn, bằng hành, tỏi, ớt, gừng với rượu trắng. Và chúng ta để dự trữ như thế này, và chúng ta có thể sử dụng dần và xịt lên cái cây trồng của chúng ta thì không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì chúng ta có thể xịt bữa trước, bữa sau ăn vẫn được, hoặc là xịt xong thái ăn vẫn ok. Tại vì hành, tỏi, ớt thì đó là những cái loại gia vị thôi các bạn, mà hiệu quả rất là cao. Đây cho các bạn thấy, đây là một cái loại mà mò rệp sáp gì nè các bạn, nó ở trên cái cây đinh lăng á, đinh lăng mà nó vẫn đeo nè. Đó, thấy không, lắng lá trơn luôn nè. Đấy nè, mình quay gần cho các bạn thấy. Đó, đấy, và nó thường xuất hiện ở trên rau cải của chúng ta rất là nhiều. Và một cái loại thứ hai nữa là nó thường xuất hiện ở trên cây đu đủ nè các bạn. Nó ăn, nó sắn lá cây đu đủ hết trơn nè. Nè, màu trắng trắng các bạn thấy không? Đó, nó đeo rất là nhiều. Cây này thì mình đã xịt hôm trước rồi nè, giờ lá nó lại tươi tốt lại đó. Bạn nhìn nè, đó, cái lá mà trước khi mình xịt á, nó bị quăng vậy nè các bạn. Đó, mình xịt nhiều quá, đậm quá nó bị cháy luôn. Đây, xịt xong thì nó đã hết, và nó vẫn còn xoắn lá, không thể nào mà hết được. Thì chỉ có chờ những cái đọt non như thế này nó ra thì nó hết xoắn thôi. Còn đối với đậu thì như thế nào? Đó, các bạn thấy không? Trên rau cải này thì thường xuất hiện luôn, mà cái này mình đã xịt ngừa cho nên nó không có. Đó, lá vẫn xanh mướt nè các bạn. Cho các bạn xem. Tiếp theo thì chúng ta pha các bạn. Pha thì mình dùng cái vợt như thế này nè. Người ta có thể múc ra, bạn có thể múc ra ngoài, và còn mình thì múc ra đổ vô lại cũng vậy thôi. Cho nên mình dùng cái dao mình dạo lên các bạn nè. Đó, mình để cái dao xuống và mình dùng cái giá nhỏ nè các bạn. Mình múc như thế này nè, làm cho nó đừng có bị bợn á. Mình canh khoảng chừng một muỗng canh canh và mình để vào cái bình xịt này. Thì trong bình xịt này có khoảng 2 lít nước, và chúng ta lắc đều lên. Đây là chúng ta đã để vô xong rồi các bạn, thì chúng ta bắt đầu lắc nó lên. Thì lắc cái động tác lắc thì như thế nào? Chúng ta cắt hai cầm cái đầu, cái cổ bình nè, một tay cầm cổ bình và một tay cầm dưới đáy bình, và chúng ta lắc nó. Tại sao lắc như thế này? Vì chúng ta cầm trên đây ta lắc thì cái bình mới thì nó không sao, còn cái bình nếu mà bình của chúng ta cũ nó sẽ bị gãy quai này nè mọi người, thì chúng ta sẽ không xài được, không sử dụng được cái bình này nữa ha. Đó là một điều mà lưu ý với mọi người. Còn khi chúng ta xịt thì chúng ta xịt thẳng vào cái con này luôn nè mọi người, tại vì nếu như mà chúng ta xịt không trúng nó thì nó sẽ không chết. Này là cái loại chế phẩm sinh học, những cái loại gia vị mình ăn, cho nên nó không có phải là thuốc trừ sâu, cho nên mình xịt mà mình xịt nó không có trúng là nó không chết mọi người. Đấy, mình xịt ướt đều hết từ trên xuống dưới luôn. Và cái này thì mình xịt mỗi ngày luôn các bạn. Mình xịt khoảng, nếu như nó nhiều quá như thế này nè, mà các bạn nhìn thấy xem không, nó nhiều như thế này thì mình xịt khoảng 4 ngày liên tục thì nó sẽ chết hết. Còn nếu mà mình ngừa thì mình xịt khoảng một tuần mình xịt một lần thì nó sẽ không có không bị như vậy ha. Đó. Khi mà mình trồng thì mình xịt ngừa đi các bạn, nó sẽ không có bị tấn công. Đến khi tấn công như thế này mình xịt thì nó vừa mất thời gian mà vừa tốn nè, mà cái cây mình bị mất sức nữa. Đấy. Mình cứ xịt cái dàn đậu đũa của mình hôm trước nè cho mọi người xem đó, chỉ có mấy giây thôi, nó cũng quá nhiều luôn, nó cũng có một vài chỗ nó bị mò đó mọi người, cho nên là mình cũng lười. Xong rồi giờ mình thấy nó nhiều rồi thôi mình xịt luôn. Sau một lần phun thuốc này mọi người, đây thì cái cây đinh lăng của mình nè nó bớt, nó hết rồi, nó sạch luôn đó các bạn, bớt rồi khoảng 80% luôn, nhưng vẫn còn nè các bạn. Mình sẽ phun thêm một lần nữa, cứ ngày nào mình cũng phun nè. Cái khi mà mình đụng vào đây đó, cái xác nó chết nè các bạn nè. Đó, nó không còn dày đặc nữa. Và cái này có thể mình phun thêm một lần nữa thì nó sẽ hết luôn á. Đó, mọi người thấy không? Rất là công hiệu luôn. Còn cây đu đủ của mình nè các bạn, nó hết luôn, và lá của nó bắt đầu nó tươi tốt lại nè. Đó, lá non của nó nè, thấy không? Nó hết xoắn luôn rồi nè mọi người. Rất là hay. Còn vàng đậu thì sao nè, cho mọi người xem. Hết luôn nè. Sau một ngày phun thuốc, dưa leo bắt đầu có nụ nè mọi người. Đó, đậu á. Có mấy giây thôi nhưng mà trái cũng tiếp luôn mà dài xả luôn á. Nhìn thấy mọi người nhìn nè, dài ghê không? Đó. Rất là nhiều trái luôn các bạn. rồi, chúc mọi người thành công nhé. Đấy, các bạn cứ xịt cái loại này thì sẽ không bao giờ xạ độc hại và chúng ta có thể ăn uống thoải mái.